Trạng bonsai Phú Yên, chào tất cả mấy anh em. Ở đây mình có hai phôi hồng vừng. Phôi này là tàng bay nha mấy anh em. Phôi này thân có lát tàng bay rất đẹp. Quay tổng thể cho mấy anh em xem. Rất đẹp nha. Thân cò lách. Phôi này có vành gốc là 50. Chiều cao là 1m, tầng bay là 75. Chiều cao tổng thể là 1m rưỡi. Chiều cao tổng thể là 1m rưỡi nha mấy anh em. Phôi cò lách rất đẹp. Mình lấy bao đọc riêng nên là mấy anh em yên tâm nha. Cái đó rửa rất ổn định. Chỉ chốt là điều sống hết nha mấy anh em. Rồi phôi thứ nhất là mình báo giá mấy anh em là 900k mình bao ship nha. 900 bao ship. Phôi rất to. Bầu đọc riêng rất nặng nên là tiền ship cũng cao nha mấy anh em. 900k mình bao ship. Và phôi thứ hai. Thứ hai cò lát rất đẹp nha. Một cốt ba thân. Rất đẹp. Thứ hai là có vành gốc là 57. Mình đo vành gốc là 57. Chiều cao là 1m25 nha. Thân rất to. Thân lớn là 28 nha anh. Mấy anh em. Thân lớn là 28. Với tổng thể cho mấy anh em xem. Thân cò lét rất đẹp. Cây mình đều lấy bầu đất riêng nên là rất nặng nha mấy anh em. Cây to bầu đất rất ổn định. Rất nặng. Và mình báo giá mấy anh em là phôi thứ hai là 750k mình bao ship nha. 750k bao ship. Rồi, chào mấy anh em nha.